Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác về thị trường nông sản. Liên quan đến giá lợn hơi hôm nay, sau khi chững lại trong một vài ngày thì giá lợn hơi hôm nay đã ghi nhận quay đầu giảm nhẹ tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung Tây Nguyên. Giá lợn hơi tại Hà Nam giảm 1.000 đồng một kg xuống còn 45.000 đến 47.000 đồng một kg. Hưng Yên giảm 500 đến 1.000 đồng xuống còn 47.000 đến 47.500 đồng một kg. Thái Nguyên giá lợn giảm khoảng 1.000 đồng xuống 48.000 đồng một kg. Bắc Giang giảm nhẹ khoảng 500 đồng xuống 47.500 đồng một kg. Tính chung toàn miền, giá lợn hơi dao động khoảng từ 44.000 đến 50.000 đồng một kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn cũng giảm ở một vài nơi. Cụ thể, giá lợn hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An giảm 1.000 đồng xuống 46.000 đồng một kg. Tại Đắk Lắk, Đắk Nông, giá lợn giảm tới 2.000 đồng một kg xuống 38.000 đến 40.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại, giá lợn hơi không có nhiều thay đổi. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam biến động trái chiều, trong khi giá lợn hơi tại Long An tăng nhẹ 1.000 đồng lên 38.000 đồng một kg, thì Tây Ninh giảm mức tương tự xuống 38.000 đồng một kg. Bến Tre có nơi ghi nhận giá lợn xuống còn 36.000 đồng một kg. Tại Đồng Nai, giá lợn dao động ở mức 42.000 đến 43.000 đồng một kg, có nơi lên tới 45.000 đồng một kg. Ninh Thuận vừa chính thức công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn sau khi phát hiện một ổ dịch tại huyện Ninh Sơn. Như vậy, đây là địa phương thứ 63 trên 63 tỉnh thành của cả nước xuất hiện dịch bệnh. Điểm xảy ra dịch bệnh tả lợn châu Phi là tại gia trại ông Đỗ Tấn Đức ở khu phố 1, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn. Qua kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm, 59 trên 400 con lợn của ông Đức bị dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Với kết quả đó, Chi cục Thú y tỉnh Ninh Thuận đã cùng chính quyền địa phương huyện Ninh Sơn tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh theo quy định. Tinh thần là không để cho cái dịch tả lợn châu Phi lây ra khỏi cái khu vực của cái trang trại này. Tỉnh đề nghị là Ủy ban nhân huyện Ninh Sơn, thị trấn Tân Sơn, các cơ quan chuyên môn đó, tập trung mọi cái biện pháp về chuyên môn nghiệp vụ là khoanh lại cái vùng dịch trên thị trấn Tân Sơn. Trước tình hình trên, ngành chức năng của tỉnh Ninh Thuận và huyện Ninh Sơn đã khẩn trương thực hiện các giải pháp để chống dịch, tổ chức khoanh vùng dập dịch, tránh để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh ra các vùng lân cận. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra xử lý, tránh tình trạng buôn bán vận chuyển lợn có mầm bệnh ra bên ngoài. Thưa quý vị, lũ về muộn ở mức thấp nên lượng cá đồng cũng khan hiếm, trong khi đó thì nhu cầu sử dụng thực phẩm từ cá của người dân đang tăng mạnh, khiến cho giá cá lóc nuôi tăng mạnh, người nuôi thu lãi đậm. Khoảng một tháng trở lại đây thì cá lóc thương phẩm trên địa bàn huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp liên tục tăng và đến thời điểm hiện tại thì giá cá lóc ở mức cao so với cùng kỳ. Người nông dân nuôi cá lãi cao. Theo các hộ nuôi có cá lóc xuất bán trong thời điểm này cho biết, thương lái thu mua cá lóc tại ao dao động từ 42.500 đến 43.500 đồng một ký tùy kích cỡ lớn nhỏ. Đây là mức giá cao nhất trong vòng vài tháng qua. Chi phí đầu tư cho một ký cá lóc bình quân là 32.000 đồng. Với giá bán như hiện nay, người dân lợi nhuận từ 10 đến 12.000 đồng một ký. Với bình quân mỗi ao, người nuôi có thể xuất bán hơn 20 tấn cá lóc, lợi nhuận hơn 200 triệu đồng. Do giá cá đang lên cao, nhiều hộ nuôi tiếp tục đào ao thả nuôi cá lóc. Tuy nhiên, với việc tăng diện tích nuôi cá lóc ồ ạt ngoài quy hoạch, dẫn đến hệ lụy ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu, gây mâu thuẫn quyền lợi giữa người nuôi cá lóc với người trồng lúa. Ngoài ra, việc nuôi ồ ạt thì nguy cơ cá lóc rớt giá trở lại, người dân tiếp tục thua lỗ là điều cần phải đề phòng. Cuối tháng 8 này, Bộ Thương mại Mỹ DOC công bố kết quả rà soát hành chính lần thứ 13 về thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam vào Mỹ với mức thuế là 0%. Tin vui này đến ngay sau khi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASET công bố số liệu xuất khẩu khả quan trong tháng 7 của mặt hàng tôm, mang đến kỳ vọng tích cực cho ngành thủy sản. Năm nay điều kiện thời tiết khắc nghiệt, trong đó nắng nóng kéo dài cùng với mưa bất thường đã khiến ngành nuôi tôm gặp nhiều bất lợi. Nhiều vùng nuôi chứng kiến tôm chết hàng loạt. Có người chết 80%, đa số còn lại là 50% trở lên. Bán dớt phần nào vốn thôi chứ còn lại bây giờ không có cách nào khắc phục được. Trong khi đó ở khâu thị trường, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt gần 1,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2018. Đã có lúc mặt hàng chủ lực này lao đao ở nhiều vùng nuôi. Cái thời tiết nắng quá gay gắt. Thứ hai là khi mưa thì lại mưa bất thường. Vì vậy trong với ba con nuôi trong cùng gặp không ít khó khăn về khí hậu thời tiết, kể cả là môi trường. Tuy vậy, từ nay đến cuối năm, người nuôi tôm và các doanh nghiệp đã nhìn thấy những tín hiệu lạc quan hơn. Chỉ trong tháng 7, giá trị xuất khẩu tôm lần đầu tiên trong năm đạt tăng trưởng dương với 334 triệu đô la Mỹ, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cùng thời điểm này, Bộ Thương mại Mỹ DOC công bố kết quả rà soát hành chính lần thứ 13 về thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam vào Mỹ với mức thuế là 0%. Chúng ta phải tổ chức lại sản xuất trong ngành tôm. Đó là câu chuyện phải làm. Và Bộ Nông nghiệp cũng đang chỉ đạo làm rất quyết liệt cái việc này. Tôi nghĩ là trong thời gian tới thì ngành tôm sẽ trật tự và sản xuất theo một cái chuỗi. Và từ cái đó, cái việc chinh phục được 10 tỷ đô ở trước mắt, chúng ta hoàn toàn kỳ vọng là có thể đạt được. Các chuyên gia phân tích, trong bối cảnh thị trường Trung Quốc có những thay đổi về điều kiện nhập khẩu thủy sản, thì việc giữ ổn định thị trường Mỹ và mở rộng các thị trường khác là điều cần thiết. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đề xuất Bộ Nông nghiệp Australia sớm kiểm tra quy trình kỹ thuật, điều kiện an toàn dịch bệnh các vùng nuôi tôm của Việt Nam. Chúng ta vừa qua xuất khẩu tôm sang Australia là tốt rồi. Tuy nhiên, con tôm sống nếu được xuất sang cái thị trường này thì mở ra một triển vọng rất lớn, không chỉ với thị trường Australia mà đi các thị trường khác. Bởi vì những cái sản phẩm con tôm chúng ta vừa qua sang tất cả đều là sản phẩm chế biến chín. Thì cái này nếu như được bạn chấp nhận về mặt kỹ thuật, về mặt an toàn dịch bệnh, con tôm nguyên con của chúng ta mà xuất sang thị trường này thì là một cái kết quả rất tốt đối với thị trường Việt Nam. Và VASEP đánh giá, nhu cầu thị trường tôm đang trở nên sôi động hơn, dự báo những tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt. Ngành thủy sản cũng cho thấy những nỗ lực thay đổi hàng ngày, trong đó tổ chức lại sản xuất theo chuỗi đang được các địa phương đẩy mạnh.